Hello mọi người, hai trình duyệt nổi tiếng nhất thế giới, Chrome, Edge. Đấy, mà cái mọi người bàn tán nhiều nhất đó chính là trình duyệt nào xài ngon hơn, Edge hay là Chrome. Mà ngon hơn về cái gì chứ, đúng không? Giao diện, tiện ích, người dùng, layout hay là mức độ ăn RAM. Ok, để bàn luận về chủ đề đó, video này đã được ra đời. Và ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu thảo luận sau intro nhé. Let's go. Đầu tiên đó chính là về ngôn ngữ thiết kế. Chrome từ xưa đến giờ nha, cái ngôn ngữ thiết kế của nó rất là mềm mại, rất là bo tròn. Mọi người thấy những cái góc trên, góc dưới, rồi những cái góc ở chỗ nút escape này nè, nó sẽ ok, mềm mại và ok, uyển chuyển nhất. Và còn Edge nha, mấy năm gần đây á thì Edge nó đã làm tốt cái việc mà cải tạo cái ngôn ngữ này. Bởi vì ngày xưa nha, những cái chỗ mà bo như thế này nè, nó sẽ vuông vức hơn và khiến cho người dùng có cảm giác là nó sẽ mạnh mẽ và dứt khoát. Nhưng mà cá nhân mình thấy á là cái Chrome nó mang lại cho mình một cái thuận mắt hơn. Mà đối với lại nhiều người dùng kiểu như là minimalism hay là những người dùng mà đã quen với lại những cái phần mềm của Microsoft rồi á thì sẽ thích cái giao diện của Microsoft Edge hơn. Và nói thiệt là cái giao diện này 1910 nó cứ xem nhau vậy mọi người. Và gần đây thì Edge cũng đã đổi qua cái giao diện thiết kế là nó bo trọn một xíu rồi, cho nên là nhìn nó cũng thuận mắt hơn. Có một điểm đặc biệt ở Chrome á, đó chính là khi các bạn nhấp vào những cái dấu ba chấm này hay là nhấp vào những cái icon á thì những cái thao tác cũng như là những cái phím tắt nó được thể hiện một cách rất là tinh tế cũng như là dễ dàng nhìn thấy. Nó không có bị rối nhiều như là bên Edge, thì đánh giá của mình cảm quan như mình thấy là như vậy. Còn ở bên Edge á, thì mình thấy á, nó có rất là nhiều thứ ở trên cái giao diện này rồi. Thứ nhất là cái thanh tab 3 ở phần phía trên cho những cái tab cũng như là những cái ứng dụng và bookmark, và cái thanh tab 3 ở phía bên phải dành cho những hotkey hay là những cái trang web mà bạn thường xuyên lưu tới. Và đồng thời đó, vào nút 3 chấm á, thì nó có rất là nhiều icon cũng như là mình nhìn chữ nó cũng hơi bị rối nữa, tại vì cái giao diện của nó hơi hẹp cũng như là hơi bị bó với mình. Rồi, nói như thế không phải là để hạng này mình nâng kia lên, mà là mình so sánh thực tế giữa những công việc thường ngày mình đã làm. Và mình thấy á, là Chrome mang lại cho mình một cái thao tác kiểu như là dễ dàng hơn, dễ tiếp cận hơn, bởi vì mình xài đã quen rồi. Và Edge á, mình phải làm quen lại với những cái chức năng mới của Edge nó đưa vào, như là ở trên cái thanh mà mình tìm kiếm á, nó có những cái công cụ như là ok, share tab với lại điện thoại, hay là chọn những scan QR code, hay là mình thêm những cái app như là Google Maps nè, hay là mình có thể là tự động nói, hay là mình có thể thêm vào bookmark, nó dễ dàng. Nó không giống như bên Chrome mà mình phải tìm hay là mình phải nhấp vào những cái này hay là mình phải thêm bookmark vào kế bên. Và cái điểm thứ hai mình muốn nói tới đó chính là cái tiện ích người dùng. Và đầu tiên đó chính là việc mà mình có thể sử dụng được nhiều profile trên trình duyệt hay không. Thì mình khẳng định là hai trình duyệt này đều sử dụng được nhiều profile nha các bạn. Và cái việc tiếp cận nhiều profile này hay không thì ai làm tốt hơn, thì mình sẽ khẳng định đó chính là Chrome nó đã làm tốt hơn rất là nhiều. Và Chrome đã làm tốt được điều này khi mà nó đã thể hiện một thanh tab này hiển thị được person 1, person 2 hay là những cái ad mà các bạn đã add vô. Và khi đó các bạn có thể bấm vô và có thể mở được tất cả những gì mà mình đã lưu trên cái profile này. Còn với Microsoft Edge á, mình sẽ bấm vào cái biểu tượng người đây nè, xong rồi mình sẽ add profile vô. Và mọi người sẽ phải add rất là nhiều thứ như là add Gmail nè, rồi xong mọi người bấm xin data và mọi người sẽ cài một số bước nữa thì nó mới hoàn thành được cái giao diện mới cho mình. Nhưng mà có một cái hay đó chính là khi mọi người đã xài Chrome và muốn bỏ extension qua bên này á, thì không cần nữa nha mọi người. Edge nó sẽ tự động cập nhật cái tài khoản của các bạn bên Chrome và nó sẽ mang hết tất cả những extension mà các bạn đã dùng bên Chrome qua đây luôn đó nha. Và rất là tiện nha, không cần phải thêm bất kỳ cái thao tác nào nữa luôn. Và cái tác vụ thứ hai mà mình muốn so sánh đó chính là mình mở tab mới ở hai trình duyệt này. Đầu tiên nha, thì cái này nó sẽ chia ra là hai luồng ý kiến khác nhau, bởi vì những bạn nào mà thích đọc thông tin cũng như là thích mở tab mới để tìm hoặc là thích khám phá những cái gì đó mới thì Edge nó sẽ mang lại cái lợi thế này cho các bạn nhiều hơn. Bởi vì nha, Edge khi các bạn bật tab mới nó sẽ thể hiện những cái trang web mà các bạn đã từng lướt tới nè, hay là sẽ hiện những cái thông tin mới nhất được cập nhật cho các bạn và những cái đề mục mà các bạn có thể tìm được luôn. Rồi ok, và đối với lại Chrome nha, thì cái việc mở tab mới nó chỉ sử dụng cho mục đích là các bạn tìm trên Google cũng như là các bạn add những cái shortcut và những cái trang web mà các bạn đã từng lui tới. Đấy, và đồng thời các bạn có thể mở Gmail hay là những cái app tiện ích khác của Google trong cái add tài khoản của các bạn. Và tiêu chí so sánh cuối cùng đó chính là mức độ ăn RAM của hai trình duyệt này. Và để so sánh kỹ hơn thì mọi người thấy là cái mức độ ăn RAM của Edge nó đã thấp nhất là nè, trong khoảng là 113.4 MB, và Chrome nó chỉ là 156.6 MB. Và nếu như mà so sánh như vậy thì mọi người thấy là Edge nó đã thấp hơn một xíu, nhưng mà để mà so sánh tổng quát hơn với lại một bộ RAM là 8GB hay là 16GB hay 32GB thì mọi người thấy nó cũng không đáng kể cho lắm, kiểu như là độ chênh lệch này nó cũng khá là nhỏ đấy. Thì cho nên là khi mọi người xài hai cái trình duyệt này cùng một lúc cũng như là xài hai cái trình duyệt này với nhiều tab á, thì nó cũng không có hiện tượng mà tràn RAM đâu. Mà bình thường mà thực tế thì mình sử dụng tab á, mình không có ai mà bật đến 15-20 tab xong để đó đó rồi đúng không mọi người? Kiểu như là mình xài sóng nào mình tắt những cái tab liên quan tới cái topic ở đây, xong mà mình sẽ sử dụng những cái tab khác. Đấy, và bên Edge nó có một cái hay nữa, đó chính là khi các bạn không sử dụng tab nào thì nó sẽ đóng băng tab đó luôn. Kiểu như là nó sẽ tiết kiệm tài nguyên cho các bạn đấy, nhưng mà nó cũng không đáng kể cho mấy. Và cái chức năng mà đóng băng tab ở trên Edge này nè, nó thực sự hiệu quả khi mà các bạn sử dụng laptop trên chế độ pin, cũng như là các bạn quên đóng cái tab này đi để trong thời gian dài á, thì ok, lúc này nó mới phát huy hiệu quả được. Rồi, và đó là những cái cảm nhận của mình về hai trình duyệt là Edge và Chrome về mức độ ăn RAM, về giao diện cũng như là về tiện ích người dùng. Các bạn thấy các bạn thích sử dụng Edge hay là Chrome hơn? Đừng quên để lại ý kiến các bạn trong phần comment bên dưới nha. Và cá nhân mình thấy á, là mình thích xài Chrome hơn bởi vì cái giao diện của nó dễ dàng thao tác, dễ dùng nè, dễ nhìn, cũng như là mình sử dụng app Google khá là nhiều, cho nên là mình dùng những cái tiện ích của Google nó có sẵn, như là mình bật mail nè, mình bật Drive hay là mình bật hình ảnh, cũng như là mình có thể set cuộc họp nhanh chóng nữa. Và khi mà nói tới việc mà các bạn làm code hay là các bạn chạy những cái tác vụ hay là các bạn sử dụng những cái tiện ích rất là nhiều, cũng như là sử dụng những cái shortcut á, thì Edge nó sẽ chiếm ưu thế cao hơn Chrome nha. Và lúc này các bạn sẽ sử dụng một cách thoải mái nhất có thể. Và ok, đó là ý kiến của mình về hai trình duyệt này. Và các bạn thấy video này hay, đừng quên cho mình một like, share, subscribe kênh Thế Giới Laptop. Mình là Thành Thông, xin chào và hẹn gặp lại.